Lúc da người ta la lên đó, để yên đi. Đó, cái dạng đi, cứ thế quen nhau. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai để xem họ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Tuấn Anh, hôm nay em 28 tuổi và em tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại của em là thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em tên là Kim Hiếu, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là dược sĩ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, cách đây 11 năm. Là hai đứa em là học chung cấp 3 với nhau. Là lúc đó là 15, 16 tuổi đúng không? 16 tuổi, lớp học lớp 11. Dạ, lúc đó là vợ em là ngồi ngang hàng bàn với em. Em thì khi mà học bài cái mình ngủ gục á, cái mình gục bàn xuống cái mình nhìn qua, mình thấy cô này lúc nào cũng cười hết trơn, mà cười tươi lắm, cái ấn tượng lắm. Lúc đó là em mắc cười là bởi vì do ông gục xuống bàn hay sao vậy? Dạ không, lúc đó em không có biết là chồng em đang nhìn em, là em chỉ nói chuyện với con nhỏ kế bên thôi. Còn ông này là trong lúc học là ông buồn ngủ, ông nhìn lén. Nhìn lén, chắc là từ lúc đó đã để ý cô này rồi đúng không? Dạ để ý anh. Cái mình đợi cái dịp 20 tháng 11 á, đi chơi đầm sen nước á, cái mình có cơ hội rồi mình mới mong em mình tới mình chơi chung với đám bạn, nhưng mà không biết làm sao thì gây ấn tượng, cái mình mới chơi trấn nước á. Trời, chơi gì? Trấn nước à? Gây ấn tượng bằng cách là trấn nước em. Trấn nước bồ. Dạ đúng rồi, ấn tượng gì dại lắm, cứ lật phao cho em chìm xuống dưới, em uống nước đã rồi xong em ngóc đầu lên. Trời, lúc đó em cũng khó chịu lắm, xong em cũng chơi lại, gạt chân, nắm đầu lôi xuống mà em là không lợi. Mạnh quá mà đúng không? Đúng rồi. Là buổi sau về là nghỉ học luôn, bệnh. Rồi tụi em thương nhau từ lúc nào? Nếu mà yêu nhau á là do nó là một đêm mưa định mệnh á. Đêm mưa định mệnh. Cái người này là bị nước thế này, giống như là gắn liền với nước cái sao á trời. Tránh nước rồi dạ, yêu nhau là trong cơn mưa định mệnh. Có nghĩa là cái ngày mà 26 tháng 3 đó là cắm trại trong trường á, chơi xong về cái hai đứa đạp xe về chung nhau đó. Rồi trời mưa tối trời nó tất luôn. Đó cái hai đứa mới trú mưa cho bên hiên nhà người ta đó. Bước mưa lạnh cái em mới mon men cái tay á, mình nắm tay vợ em cái vợ em nó mắc cỡ mà cái giật lại. Cái mình mới nó dùng chiêu mà mình nói xung quanh có nhiều người lắm nha. Rút da người ta la lên đó, để yên đi. Đó cái vậy em đi, cứ thế là quen nhau. Trời ơi. Có nghĩa là gì? Nắm tay cô kia giật ra là em mới nói ngày đông người lắm á. Dạ đúng rồi. Rút cái tôi la lên cái là em hù là em la đó hả? Không, ý người ta la đó, người xung quanh người ta chọc đó, cái vậy mắc cỡ. Tính em là hay mắc cỡ, nên em để y nguyên luôn, thứ là ông đó không có cơ hội nắm tay em. Trời ơi. Nắm tay có làm nữa không? Đâu có anh, lạnh thôi, nắm tay gì thôi. Là cái đêm mưa đó là yêu nhau luôn. Dạ đúng rồi. Tụi em yêu nhau lâu không? Là cũng khoảng 8 năm. Yêu 8 năm nè, giờ cưới nhau được mấy năm? Dạ 3 năm. 3 năm. Được 3 năm. Có bé chưa? Dạ, có được 16 tháng. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao tụi em yêu lâu vậy? Dạ tại vì hai vợ chồng em quen cấp 3 xong rồi học cao đẳng rồi lên đại học thì cũng mất 5 năm. Sau đó thì mình muốn cưới vợ thì mình phải chuẩn bị đầy đủ rồi mình mới cưới, nhưng mà ba vợ em nói là thôi, biết khi nào mới đủ. Cứ thế mà làm tới đi. Là đó, thời cũng 8 năm. Tức là hai gia đình rất là ủng hộ cho cái mối tình của hai em đúng không? Dạ, nói chung 8 năm vậy thôi, nhưng mà biết thì biết 1 năm thôi. Tại vì hai đứa em là quen nhau lén lút tới 7 năm. Dạ. Dạ, cái là ba em không biết. Bây giờ là hai bên gia đình mới biết nè đúng không? Dạ, thì lên sóng là biết đó. Bây giờ mới biết ba vợ em là khó lắm, tức là đi học là không có muốn mà trai gái. Dạ đúng rồi. Phải có công ăn việc làm ổn định, đàng hoàng rồi mới nói tới chuyện hôn nhân. Ảnh mà qua gặp em thì ảnh chỉ đứng ở ngoài thôi. Cái kèn á bóp tin ra hiệu em đi ra. Không vậy tụi em cũng siêu phàm quá, giấu được tới 7 năm. 7 năm cây kim bọc 7 năm trời mới lòi ra, hay thiệt. 8 năm yêu nhau, 3 năm sống chung với nhau. Như vậy là vỏn vẹn là 11 năm. Tức là tụi em đã quá hiểu nhau rồi phải không? Vậy thì bây giờ về ở chung với nhau có cái tật xấu nào lòi ra không? Chồng em thì chỉ có mỗi cái khuyết điểm là hơi nóng tính. Dạng như là tối mà ngủ á, ai mà khều á là hơi bị bực bội, la lên. Giống như con bé em dạo này nó hay thức đêm á, nó hay quậy phá, cứ lăn qua lộn lại không à. mà nó chỉ thích là ba nó dỗ thôi, ba nó dỗ nó mới nín nó ngủ. Em dỗ dỗ em không được, cái em khều khều qua ba nó, cái ba nó bực bội quá, giục cái gối ôm xuống đất luôn, la lên vậy á. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng dỗ, nhưng mà thích la như vậy đó. Dạ, là cái đầu là đúng rồi. Đã ngủ đúng không? Dạ không, tại trước đó thì em cũng bị mất ngủ hơn cái năm đó, nên cái chuyện mà giấc ngủ đó với em nó quan trọng lắm. Nhiều khi em ngủ không có ngon nhất nữa, nên khi mà bị vậy cái mình ảnh hưởng tâm lý á, cái mình bực bội, mình khó chịu lắm. Nhưng mà nó mất ngủ vậy chứ hả, mỗi lần mà ổng mua Lego về á là ổng có thể chơi tới 1-2 giờ đêm luôn. Nhà em bây giờ hả có một bộ siêu tập nào là máy bay, tàu chiến, mấy con lính nhỏ nhiều lắm luôn á. Sở thích đúng không? Dạ đúng rồi. Em bây giờ vẫn còn nhỏ tới giờ đó. Còn gì nữa không? Với lại ngủ nướng nữa, sáng cũng dậy trễ lắm luôn. Vậy có ngày cuối tuần có 2, thứ Bảy, Chủ Nhật thôi mà ổng ngủ nướng, có khi là ổng cho em ăn sáng là khoảng 10 giờ. Sao em không tự mua? Em phải dạ đúng rồi, phải tắm rửa rồi cho nó bú, còn ổng là phải đi ra ngoài mua đồ ăn sáng mà ngủ gì trễ lắm. Giấc ngủ không quan trọng mà ổng ngủ nướng thấy sợ luôn. Dạ. Rồi chồng em có ghen không? Có không chồng? Không có ghen. Em hỏi em hỏi ngược lại. Nói chung là em tại em trong sạch quá. Em không có gì ghen gió, em không có ghen. Còn em có ghen chồng em không? Cái này không phải là ghen mà do em suy diễn với bực bội thôi. Là đó là cái dịp Tết đó, cái người bạn này là cũng là bạn cấp 3 của hai vợ chồng luôn, từ Mã Lai về đây, về là về hai vợ chồng luôn. Xong rồi có hẹn chồng em qua nhà chơi, em biết thì em đòi theo nhưng mà ông chồng em không cho theo. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì cô bạn đó đi làm ăn xứ người á, thì cổ có những cái câu chuyện mà muốn tâm sự với em, thì em biết tính vợ em hay suy diễn, khó chịu nên em nói thôi ở nhà chơi đi, còn đi chút xíu về thôi chứ không có gì đâu. Thế là cô suy diễn ra thế này thế kia, tại sao không cho mình đi, chắc thế phải có gì đó mờ ám. Mà đâu có gì đâu mà ta đi về chung với chồng ta mà đâu có gì mà. Đúng rồi, tự nhiên có vợ có chồng mà rủ có mình chồng qua thì em phải suy diễn chứ, có chuyện gì mà không cho em nghe được. Sao em không điêu với cổ là bây giờ hai chồng em qua rồi em nói chuyện với vợ với bạn em, còn vợ em nói chuyện với chồng của chị đó? Tại chồng cái bạn đó là con người Mã Lai. Mã Lai đâu biết nói gì, kệ nó nói bằng cụm từ tua đi. Rồi có ghen chắc cũng không có ghen đâu, nhưng mà vợ em chỉ có một cái tính xấu là có chuyện gì là không có nói liền, sụ mặt xuống làm lì lì, không nói tiếng nào hết trơn á. Mà cũng bướng lắm, mình nói hoài cũng vậy à. Nói có chuyện gì thì nói chồng đi mình điều chỉnh, không nói cứ im từ sáng tới chiều, không nói tiếng nào hết trơn. Mình bực cái mình la lên là nó khóc. Còn gì nữa không? Có cái tính là hậu đậu, ví dụ kêu thôi làm liền đi là sẽ một là quên, hai là đổ bể cái gì đó mà em đâu có biết đâu, về tự nói cho em nghe, khoe nó chồng ơi hôm nay vợ làm bể 2 cái ly rồi. Dạ cái đó là trong một tuần em làm bể 3 cái ly là do cái ly mà em để hâm sữa cho con á, em hay để ngay góc bếp á, thì chồng em thấy thì kêu vợ dẹp đi, đừng có để đây nữa nó bể. Cái em mới nói là thôi để đây đi hả, vợ hâm sữa cho con nhiều lắm, một ngày uống nhiều cữ lắm. Mà em hâm sữa sau cái em quơ tay em làm rớt ngã, đổ hết 3 cái ly trong vòng 1 tuần. Cứ thế là ông này ông nói em hậu đậu. Dạ chị là vậy. Chồng em có phải là người kỹ tính không? Dạ quá kỹ luôn. Cái vụ mà lau nhà thôi, lau nhà bình thường ông không muốn đâu, ông muốn là cái nhà phải đầy nước, là ông đổ nước ra sàn gì đó, sau ông lấy cây ông cào ra, giống như là nhà bị ngập lụt vậy đó, ông mới chịu. Lau nhà là phải sạch bóng, đi là phải kiên kít. Trời ơi. Giờ có muốn chồng thay đổi gì không cưng? Em chỉ mong chồng em là trong lúc ngủ á, mà con có thức á thì chịu khó dạy dỗ nó đi để cho hai vợ chồng cùng ngủ được. Rồi thấy thì lỗi điều gì em? Vợ em chỉ có duy nhất một cái tính là lì bướng thôi. Ngoài những cái chuyện đó thì rất là thông cảm cho em rất nhiều. Tới ngày hôm nay thì em cũng mong là vợ em cứ như vậy. Nhưng chương trình này em cũng muốn nói là em thương vợ em nhiều lắm. Đó, trời ơi, câu đó thì đứng lên ta nói đàng hoàng đi. Ta nói nè. Chồng cảm ơn vợ suốt 11 năm qua đã bên cạnh chồng và cũng như là giúp đỡ chồng, thông cảm chồng rất là nhiều điều trong cuộc sống. Hy vọng rằng vợ sẽ đi tới cuối con đường với chồng. Quá dễ thương. Hôm nay vợ cũng muốn nói với chồng là vợ thương chồng nhiều lắm. những lúc mà vợ ụ mặt là do tính bướng của vợ thôi, chứ thật ra là vợ cũng không có giận gì nhiều đâu. Hai vợ chồng mình cứ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ. Ok. Dạ. Không còn gì để nói. Đó là cuộc phỏng vấn cặp vợ chồng rồi mà từ đầu tới tôi là tất cả mọi thứ đều viên mãn cả. Quá tốt đẹp phải không nào? Xin dành một tràng pháo tay chúc mừng và chúc mừng cho đôi vợ chồng này. Rồi, cảm ơn. Vừa lanh mà vừa nhiều chuyện, gái bu theo nhiều lắm. Vô tình có một hôm em kể cho một câu chuyện nghe là biết xạo rồi, nhưng mà vợ em lại là người duy nhất tin. Cô cảm giác tôi đang đứng ở một cái sân vận động, tôi đang đứng ở trong một cái chương trình nhạc rock chẳng hạn, nào nóng đến nào. Và chúng ta sẽ nóng hơn nếu như sự xuất hiện của cặp vợ chồng đầu tiên. Cho một tràng pháo tay đón chào họ nào. Chào hai bạn. Hai bạn hãy giới thiệu về mình nào. Dạ, chào chị Vân, chào anh Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Diễm Hiền, năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang là giám sát bộ phận buồng phòng của khách sạn. Dạ, em tên là Nguyễn Võ, em đang là nhân viên của một khách sạn. Dạ. Nguyễn Võ. Em năm nay 30 tuổi rồi. Bố tụi em đều là làm chung ngành khách sạn. Dạ, tụi em gặp nhau tại vì làm chung ngành. Cũng gặp nhau khách sạn. Dạ đúng rồi. Gặp nhau khách sạn. Yêu nhau tại khách sạn. Nhưng mà đám cưới tại nhà. Đám cưới ở nhà hàng chứ không có đám cưới ở khách sạn được. Rồi, Võ và Hiền gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Dạ thì như tụi em cũng giới thiệu thì tụi em lần đầu tiên gặp nhau là ở khách sạn. Đó thì đó. Dạ, là cách đây khoảng 6 năm thì phải. 6 năm à? Dạ. Lúc đó thì Hiền là bên bộ phận nào? Dạ cũng là bộ phận buồng phòng luôn anh. Dạ thì chồng em nhoi nhất trong cái nhóm đó. Nhoi nhất. Dạ, nói chung là vừa lanh mà vừa nhiều chuyện. Nói chung là gái bu theo nhiều lắm. Cái xóm nào mà đông mà nhiều nhoi á là có ổng trong đó. Dạ, nhoi là có ổng. Dạ. Mà em thích không? Em thích cái mẫu đàn ông như vậy? Dạ không, em chỉ thích mẫu đàn ông con trai điềm đạm, ít nói thôi. Tại vì tính em cũng không có thích nói nhiều. Dạ. Còn Võ thì sao? Lúc đầu thì em không ấn tượng lắm, tại vì xung quanh em cũng có khá nhiều bạn là nữ mà cũng dễ thương. Nhưng mà sau một vài ngày thì em lại ấn tượng với lại vợ em nhất, tại vì vợ em là người duy nhất trong cả bộ phận đó là không bị em tác động. Không màng đến em đúng không? Dạ, coi em giống như là một cái gì đó. Vô hình đó. Tại vì em ghét con trai nhiều chuyện lắm. Mà anh này ảnh rất là ba hoa, mà mình hay nói là nổ á. Dạ. Rồi nói chuyện gì mà đi buông bom hả trời? Chém gió, em chém gió chứ em không có nổ. Chém gió thôi. Rồi anh ấy đã chinh phục cô ấy bằng cách nào? Để em kể cho. Đó. Đúng ngành của ảnh. Thôi ảnh kể đi ảnh. Ban đầu là em nói chuyện với vợ em như vậy em cũng không để ý lắm, xong rồi cái em kể mấy cái chuyện hài hài vui vui cho vợ em nghe. Thì vô tình có một hôm em kể cho một câu chuyện nghe là biết xạo rồi, nhưng mà vợ em lại là người duy nhất tin. Câu chuyện gì vậy? Em kể là nhà em lúc đó là em có nuôi một con két. Rồi em dạy cho nó nói chuyện. Xong rồi em với con két cãi nhau 3 ngày 3 đêm, két cãi em lại em mới chết. Không ai tin hết, có mình vợ em tin. Hiểu. Có nghĩa là bạn này mà khi bạn nghe chuyện đó bạn tưởng tượng bạn là con két. Bạn mới tin liền cái chuyện đó là có thiệt. Dạ. Sau ảnh kể xong rồi em cũng ngồi em gật đầu, em cũng vậy hả anh. Cái sau hồi cái ảnh mới phá lên, ảnh cười, cái anh nói ủa bộ nãy giờ anh kể em tin thiệt hả? Rồi em nói anh tin rồi. Dạ thì em tin thì em nói em tin thôi. Lúc đó em cười sảng khoái không? Dạ không, lúc đó em nghĩ chết rồi, mình lỡ lừa lộn người rồi. Lừa lộn người. Tại em không nghĩ là có một cái người lại tin cái chuyện mà nó vớ vẩn tới như vậy. Em kể xong rồi vợ em tròn xoe mắt lên hỏi ủa con két chết thiệt hả anh rồi sao? Rồi xong rồi lúc đó em thấy tội nghiệp quá mới nói không, chuyện đó là nó xạo nó không có đâu. Ủa nhưng mà ảnh có thường xuyên ảnh kể với câu chuyện mà nó gần theo cái giống dụng kia. Dạ cũng có, tại vì ảnh thấy em rất là ít cười, ít nói chuyện. Cho nên là nhiều khi ảnh cũng hay kể chuyện, gợi chuyện vậy đó để cho mình cười, cho mình vui vậy thôi. Dạ, có phải chính vì những cái lần mà mình cười vui trên những câu chuyện của ảnh mà từ từ em yêu ảnh không? Dạ cũng có, tại vì nhiều khi buồn á, mà gặp ảnh á, là không thể nào mà buồn được. Rồi vậy chắc lúc mà tụi em yêu nhau vậy chắc không có cãi nhau đâu ha? Dạ thì tại vì em vui quá mà em lúc nào cũng đoán ý được. Làm điều vui cho bạn gái mình. Dạ cũng có cãi nhau, tại vì thường là em làm vui mà em làm vui quá lố cho nên vợ em không thích lắm. Tụi em có hay bao giờ mà cãi nhau rồi dẫn đến cái chuyện là chia tay nhau? 2 năm đầu khi mà quen á thì có thường xuyên. Và mỗi lần mà cãi nhau như vậy là ông này đòi chia tay. Hả? Là em hả Võ? Dạ. Cứ mỗi lần mà cãi nhau một cái là thôi không có yêu gì nữa chứ, chia tay đi. Chia tay. Đuối lý hả? Quá. Tức là đuối lý rồi đòi chia tay gì? Dạ, tại vì em á, mỗi lần mà em cãi là em cãi cho tới cùng luôn. Khi nào em đúng thì thôi. Còn anh này á, thì ảnh bị cái bệnh cãi ngang. Cho nên là mỗi khi mà hai đứa mà đụng nhau á, là cãi không lại là đòi chia tay. Em có không? Dạ có. Mỗi lần chia tay là rồi dạ. Xong có chia không? Dạ chia thì sáng cãi nhau thì tối lết qua nhà em xin lỗi. Chi mà cực khổ dạ, vậy trời. Em dễ tính lắm, em dễ tính lắm, ai muốn chia em chia. Ông tự đòi chia tay. Dạ, xong em rồi ổng là cái người đi năn nỉ quay lại. Dạ. Có không vậy? Dạ không phải lỗi của em đâu anh, đó là lỗi tụi ông trời á. Tại vì vợ em á thì bình thường là ít nói, nhưng mà khi đã giận rồi thì có đúng có sai gì thì cũng phải là vợ em đúng là một. Thứ hai nữa là vợ em sẽ không nói chuyện. Mà em thì em muốn là cái gì nó cũng phải rõ ràng. Thí dụ như em sai thì em sẽ nhận lỗi rồi xong em mới xin lỗi được. Nhưng mà ít nhất cũng phải cho em biết là em sai. Mà vợ em này không nói thì em bực thì em đòi chia tay. Chia tay xong rồi sáng chia tay thì chiều em nguội rồi. Thì nước luôn. À, em cảm thấy nó trống trải lắm anh. Em cảm thấy nó trống trải lắm cho nên là em mới đi năn nỉ. Mà vợ em thì thích được năn nỉ, thích được có khi nào mà em năn nỉ đến cái mức mà em phát khóc lên không? Dạ có khóc một lần rồi. Mà khóc. Ủa khóc nhiều lần hay một lần? Dạ đúng một lần duy nhất. Thì cái lần đó là chia tay lâu nhất luôn á. Bao nhiêu lần? Dạ 5 ngày. Em có nhớ cái trận đó là trận gì không? Mình đang lên tivi. Hả? Cái gì? Mình đang lên tivi. Không sao. Nó sao đâu. Kể đi nha. Dạ, ảnh thì cái tật là mỗi lần mà cãi nhau là ảnh có thể gom tất cả những cái chuyện gì mà không liên quan lại là cho nó liên quan. Rồi xong rồi em đã không muốn nói tới rồi mà còn cứ nhai bên lỗ tai em, thế là em điên quá. Lần đó em là người chủ động kêu chia tay. Dạ. Thì lúc đó là ảnh chia tay, ok chia tay. Dạ. Tới cái ngày thứ tư bà đặt nhắn tin mà nhắn tin lộn qua điện thoại mình. À, ý lộn đó. Ý lộn. Dạ. Rồi cái em cũng không nhắn tin lại. Qua tới cái sáng ngày thứ 5 thì mới bắt đầu lết vào bên nhà em. Lết bên nhà. Năn nỉ xin lỗi các kiểu, nhưng mà lần đó em rất là cương quyết, em không có muốn quen nữa tại vì em rất là mệt. 2 năm đó mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay, mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay cho nên khi đó em không định quen nữa, em rất là mệt mỏi. Thì lần đó ảnh năn nỉ lâu lắm mà ảnh khóc nữa. Em để anh khóc cho đã một hồi. Nó có vừa khóc vừa nói không cơ? Nó là bụi bay vào mắt em thôi. Chuyện kia không hình dung được lúc mà em vừa nói mà vừa khóc, nước vừa mắt nói em vừa rơi, em nói làm sao? Em nói lúc đó chuyện nó lâu quá em quên rồi. Ví dụ sao? Không, làm sao mà quên được, em sao vậy? Không bao giờ quên. Không, nhưng mà ở đây không có nhớ đâu. Dạ, đúng rồi, anh Thuận hiểu ý em chứ anh cũng không. Em không nhớ nhưng mà vợ nhớ. Chị không tưởng tượng được luôn á. Dạ. Dạ không thì lúc đó tại vì tính em cũng khá là nóng. Xong rồi cái mấy ngày sau đó thì em thấy là những cái chuyện đó nó cũng không có gì hết. Em cũng sai cho nên là em xin lỗi. Thì tại vì lúc đó cảm xúc nó cũng đang dâng cao cho nên là em khóc. Thôi nói luôn đi. Em nói luôn đi, em không có được dừng lại. Lúc là em khóc. Dạ thì lúc đó là em có khóc. Dạ rồi thôi. Khóc tu hay là khóc thầm hay là khóc lạ chả theo kiểu lạ chả tu? Khóc giống mình Thuận khóc bây giờ thì khóc vậy là phô lắm nè. Khóc mà khóc tiền vậy là khóc. Dạ, nhưng mà vợ em chịu là được rồi. Khóc tu hả? Dạ khóc mà gần như là nấc lên luôn á. Trời ơi thiệt luôn á hả? Dạ lúc đó em khóc xong bị khô tiếng lệ luôn mà. Khô tiếng lệ luôn. Trời ơi dễ thương vậy. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm rưỡi rồi. Từ 1 năm rưỡi trở lại đây thì là anh ấy có khóc không? Dạ không anh. Bây giờ về rồi ngoài cái nói nhiều ra còn tính xấu gì nữa không? Lúc mà quen á thì tâm lý, ga lăng, biết chiều chuộng. Tới khi về thì phát hiện ra là mê ngủ, mê game. Thì mấy cái đó thì hồi xưa mình chưa có ở chung nhà với nhau thì mình không có biết được. Tới khi mà về rồi á thì mới phát hiện ra mê ngủ nè, mê game nè. Còn nói nhiều không? Dạ, nhà có ảnh thì vui lắm. Hôm nào mà không có ảnh thì buồn dữ lắm. Mẹ em rất là thương. Dạ. Bữa nào mà ảnh mà không nói chuyện là mẹ em tưởng đâu là ảnh sợ là bệnh đó. Ảnh bệnh. Dạ. Còn em Võ, tật xấu của vợ em thì lúc chưa cưới là rất là bướng, cho tới bây giờ cũng vậy. Mỗi lần giận cái là quay vô tường, không cho đụng chạm gì hết trơn. Mỗi lần kêu em nói nghe nè, không cứ vậy hoài em bực bội. Rồi vợ em thì coi phim Hàn Quốc, mấy cái phim ngôn tình đó chị, thì thích lãng mạn, mà tới lúc em lãng mạn thì không chịu. Có một lần em tặng hoa cho vợ, tại vì lúc em có làm một cái chuyện gì đó em cũng không nhớ, nhưng mà nó cũng hơi sai. Thì em tặng hoa để em xin lỗi, vợ em nói là món anh tặng em tặng gì mà ăn được hay xài được, cái tặng hoa nó phí, chung vài bữa nó cũng hư. Để đó là bó hoa đầu tiên mà là cuối cùng. Trời ơi, tâm lý của tất cả các bà vợ đều vậy. Tại vì tính em không có thích hoa hòe. Tặng cái gì mà ăn được, xài được, nó tặng tiền, tặng vàng cũng được. Vợ em có phải là phụ nữ ghen không? Dạ, cũng có anh. Hồi đó em có một người bạn cũng thân, bạn nữ thì chơi tới nay cũng phải gần 20 năm rồi. Thì vợ em ghen với bạn thân của em. Không có ai để ghen chứ, tôi ghen đại đi cho nó có việc gì đúng không? Dạ chắc vậy. Tại vì á chị bạn thân của ảnh á, hồi xưa học cấp 2 là ảnh yêu người ta, rồi ảnh cưa cẩm người ta mà ảnh cưa mấy năm không đổ. Thế là quay qua là bạn, thì bạn thân, rất là thân cho tới bây giờ luôn. Mọi thứ cái ảnh đều có thể kể tất tần tật hết. Mà có chuyện gì xích mích với em cũng đi kể cho người ta nghe. Cho nên là em không hài lòng. Em nghĩ là ủa sao thân cái kiểu gì kỳ cục vậy? Hay là tại vì hồi xưa yêu không được rồi bây giờ bà đặt chuyển qua làm bạn thân đồ các thể loại. Em không thích như vậy. Thì khi mà yêu mình rồi cưới mình về thì bất cứ chuyện gì em cũng có thể kể với ảnh nghe được. Em cũng có thể chia sẻ với ảnh được. Thì em nghĩ là ảnh thì cũng có một mình vợ ảnh để ảnh chia sẻ thôi. Còn cái này ảnh vừa ngoài vợ ra ảnh còn có bạn để ảnh chia nữa. Em rất là kỵ mấy cái chuyện đó. Sao? Em có thanh minh gì không? Thì chỉ là kể thôi mà đâu có sao đâu. Em nghĩ vậy. Tại vì bạn em với em thì giống như là anh em với nhau vậy. Tại vì em cảm thấy nó thân như ruột thịt rồi. Từ nhỏ tụi em đã chia sẻ với nhau nhiều thứ. Em lúc đó em cũng không nghĩ tới chuyện là nếu mình kể cho bạn mình nghe thì vợ mình sẽ giận. Tại vì hai đứa đều là con gái hết. Rồi vợ em cũng hay hỏi hồi đó hai người thân với nhau như vậy là làm cái gì, đi đâu chơi, làm gì? Rồi đi lúc có nắm tay nắm chân gì không, cái giận chơi vậy đó. Như kể ra xong rồi là giận. Dạ, kể xong rồi lấy những cái chuyện đó là giận, mặc dù chuyện nó xảy ra từ hồi năm 1800 hồi đó rồi. Ủa em sao bữa nào em không hỏi luôn là ủa chị tại sao hồi đó chị không chịu chồng em? Coi chị trả lời sao? Em không có hỏi tại vì không có qua lại nhiều, chỉ là biết nhau. Bây giờ thôi. Cái chuyện đó đơn giản lắm. Bây giờ em hóa giải đi thì nó khác thôi, vấn đề gì đâu. Bạn của chồng cũng là bạn của mình, nếu như thực sự người đó là bạn. Đúng không nè, em công nhận không? Tại sao em tự tách ra vậy cho nó mệt vậy? Anh mời về nhà đi. Rồi hai chị em thân thiết hỏi ủa chị, sao đó chị không thích chồng em vậy? Đúng không? Rồi ví dụ như bây giờ chị có người yêu mà chị cũng thân với chồng em y chang vậy, chị nghĩ người yêu của chị chịu không? Em hỏi đi, em thử đi coi chị trả lời sao. Dạ không, thì nói chung là chị bạn của chồng em á, chị cũng rất là tâm lý. Thêm một phần nữa, ông này ông học lại á là vợ tao không thích mày. Cho nên là từ sau đó là chị cũng hạn chế. Bạn khéo quá à, thiệt á, bạn xử lý khéo quá à. Chứ tình huống xảy ra đúng là nó không có gì mà làm thành có gì luôn. Ảnh chặn hết mọi đường. Rồi đâm ra là chị kia chị cũng ngại với em nữa. Nhưng mà bây giờ còn khó chịu về chuyện đó không? Dạ, nói thiệt lòng đi. Đối với em là bây giờ là bình thường. Tại vì một phần chắc cũng do chồng em á. Bây giờ em mong muốn chồng thay đổi điều gì? Bớt mê ngủ với lại bớt mê game lại thôi. Chị thấy cái mê game á thì bớt lại là được rồi. Nhưng mà cái mê ngủ á, trời ơi, ngủ được, ăn được là tiên đó em. Một lúc nào đó ngủ không được á, em mệt nữa. Rồi, chị không biết, tại vì ảnh đàn ông con trai mà cái sức bền không có. Cứ phải ngủ cho đủ 10 tiếng một ngày. Mà ảnh ngủ không đủ giấc cái đâm ra ảnh rất là dễ nổi nóng. Ảnh hay quạo sản lắm. Thì bởi vậy cho nên chị nói về em dành hết cái thời gian chơi game á, để dồn cho ngủ đi. Đừng có chơi game nữa. Bỏ hẳn game đi. Tại lúc đó em ngủ không được nên em mới chơi game. Thôi đừng có vớ vẩn, coi như không hiểu được gì trong con vậy đó. Tạo kết nối cha con đi. Em có ý kiến, tại lúc đó con em nó ngủ rồi. Con em ngủ thì kết nối với vợ. Vợ ngủ luôn rồi chị. Vợ ngủ luôn thì mình phải ngủ. Em lúc đó em chưa có buồn ngủ. Chưa buồn ngủ. Thôi giờ mới coi lại thôi. Thôi giờ em không muốn vợ thì đổi đi về. Bớt bướng lại, với lại bớt tự ti một chút. Tại vì dạ em cũng đôi khi tủi thân về cái bản thân mình. Thì em nghĩ là những cái chuyện đó là nó không có đúng lắm. Tại vì trong cái suy nghĩ của em thì vợ em lúc nào cũng là nhất hết. Mà vợ em hay hỏi em là anh thấy em có đẹp không? Anh thấy lúc mà sau khi sinh con rồi em có dễ thương như trước nữa không? Thì nếu như em nói là vợ em vẫn đẹp, vẫn xinh trong mắt em, vợ em không tin. Mà mặc dù cái đó là nói thật, còn em mà lỡ miệng nói em xấu quắc cái là giờ em tin liền. Buồn. Thì nếu mà được thì sửa lại. Tại vì thật ra trong mắt em thì vợ em lúc nào cũng là số một hết. Chị thấy vậy nè, chồng em nói đúng đó. Cái nét đẹp bây giờ nó không có cái chuẩn mực nào hết đó em. Em phải bỏ ngay cái tư tưởng mà tự ti về bản thân. Đó chị nói thiệt. Đó mà chồng em có cái mong muốn đó là rất là đúng luôn. Đó còn chồng á thì đó, vợ đã nói là cái thể chất kém rồi là phải coi chừng đó. Tập luyện vô. Đừng có mà ỷ nó là không ngủ được rồi chơi game. Đó, nói vậy, nói ít là hiểu nhiều đó. Thôi về bây giờ rèn luyện lại và thay đổi lại chút xíu. Nghe không? Nghe. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn chị.